Ngày 30 tháng 4, Tổng thống tạm quyền Ukraine Alexander Turchynov cho biết quân đội nước này được lệnh trực chiến toàn diện trong tình hình quan hệ với Nga căng thẳng. Ông Turchynov đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp bộ trưởng ở thủ đô Kiev. Ông cho biết lệnh báo động được đưa ra trong bối cảnh người biểu tình mở rộng hoạt động ở miền đông Ukraine và có ý định gây bất ổn ở các khu vực miền nam và đông nam. Ông Turchynov cũng cho biết, để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt ở các địa phương. Sau khi ông Turchynov đưa ra cảnh báo trên, thì chính phủ tạm quyền Ukraine trong một thông báo trên trang web cho biết các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở trung tâm Kiev vào đêm 30 tháng 4. Cùng lúc, ông Turchynov thừa nhận rằng cảnh sát và lực lượng an ninh Ukraine bất lực trong việc dập tắt tình trạng bất ổn tại hai khu vực miền đông Donetsk và Luhansk.